Em tiếp tục review con Jaguar Xi Bắc đời 2012 số 60A màu xanh, số sàn đời 2012 nha quý chị nha. Mà được cái đặc biệt cái là máy 1.2 ha, mâm đúc nè, vỏ mới nè, thân vỏ thì rất là đẹp, và đặc biệt là cái xe rất là mới. Xe này odo chạy mới có 40 mấy ngàn thôi quý chị ạ. Odo chạy mới có 40 mấy ngàn thôi, xe mới rất mới luôn nha. Đây anh chị em mình coi ha, đèn đuốc này sáng trưng luôn. Thì xe này Tâm sẽ bán cho cô chú quý anh chị và các bạn là 165 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý anh chị và các bạn, và hỗ trợ vận chuyển cho quý anh chị luôn nha, hỗ trợ vận chuyển cho quý anh chị luôn đó. 165 triệu là vừa rút hồ sơ gốc và vừa hỗ trợ vận chuyển luôn. Thì quý anh chị và các bạn cứ xem ha, con xe khá là đẹp, mâm đúc, vỏ dép mới, hỗ trợ vận chuyển thì trong phạm vi 100 km thôi là 165 triệu là bao ký công chứng hoặc là rút hồ sơ, và vận chuyển dưới 100 km thôi, chứ mà xa quá thì phải tính thêm tiền, bởi vì xe cộ bây giờ mà bán cao thì nó rất là khó cạnh tranh. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mà bán thấp thì không có lợi nhuận, nên cái nào mình cũng phải nói rõ. Jaguar Xi Bắc đời 2012 đó, gốc là gốc Đồng Nai, không kinh doanh dịch vụ, không taxi Grab, không có lỗi luôn, và đặc biệt là rất là mới, mới từ trong ra ngoài, bao đẹp ngon im cho quý chị và các bạn. Cái máy là 100% chưa đụng một con ốc, mâm đúc nè, keo chỉ đẹp nè, nước sơn riêng bên ngoài cũng còn khá là nhiều, và đặc biệt là màu xanh cớm. Xe thì hôm nay Tâm sẽ quay trực tiếp tại salon mình luôn chứ không có đi ra ngoài nữa. Thứ nhất là ở ngoài là mưa gió, thứ hai nữa là quý chị và con á, nhiều khi là lại sợ là cái xe này là không phải là của một cái trung tâm mua bán ô tô mà là một cái xe ai đó, nên cũng hơi e dè. Thì Tâm sẽ quay tại salon ô tô mình luôn ha, còn rất là nhiều xe ở trong salon em nha, đủ các thành phần luôn, lớn có, nhỏ có, nhiều tiền có, ít tiền có, Tâm sẽ review hết trong ngày hôm nay. Quý anh chị và các bạn cứ vào trang của Tâm rồi theo dõi nha. Thì sơ bộ như ví dụ như chiếc xe này thì anh chị em mình cũng thấy rồi ha, riêng cái dàn nội thất thì miễn chơi, bao đẹp luôn, nội thất rất đẹp nè anh chị em mình thấy không, nội thất rất là đẹp, keo chỉ là bao full luôn từ trên xuống dưới nha quý anh chị nha, full hết. Rin nè, rin như ý luôn nè, không? Gương bấm điện nha, gương bấm điện và chỉnh điện đó, không xin lỗi, gương là chỉnh cơ chứ không có chỉnh điện, gương chỉnh cơ. Mà bốn cái gương cửa là bấm điện, nội thất là bọc da rất là sạch, qua lăng đẹp ken luôn. Thường là cái xe này qua lăng nó mòn ghê lắm, mà xe này qua lăng rất đẹp. Odo chạy mới có 40 mấy ngàn thôi quý vị, có 40 mấy ngàn rồi quý chị, nhìn cần số qua lăng nè, đúng chuẩn luôn, xe này chạy 40 mấy ngàn thật sự luôn, không có ai mà đi tua đồng hồ hay làm gì ba cái xe cỏ này hết đó. 40 mấy ngàn km cho con Jaguar Xi Bắc đời 2012, gương bấm điện nè, không gương bấm điện và túp bi túp lô rất là đẹp, anh chị em mình thấy không, 2012 máy 1.2 nha, chứ không phải là máy 1 chấm nha, 165 triệu thôi và keo chỉ là đủ full hết từ A tới Z, đặc biệt rất là mới nha, rất là mới nè, ốc còn mới tinh bọng dè lòng dè nè đó anh chị mình thấy không, như vậy nhưng mà thấy nó rất là rõ nha, mình ra ngoài sáng chưa chắc gì rõ bằng vậy ha, bật đèn led lên là rất là sáng. Anh chị em mình thấy cái gầm không, gầm đẹp, nói chung là mọi thứ đều ok hết nha. Để Tâm mở chốt cửa, mở chốt cửa bên đây nữa, cái rút mấy cái đây mấy cái bản lời nè, mới tinh không, vẫn lời mới tin, và cái ghế nào nè bọc da hết rồi đó, 7 màu luôn, chưa sơn, chưa phết, chưa lau chùi. Cái này lau chùi là nữa mới lắm nha anh chị nha. Cái này thì bên Tâm bán là bao cho quý anh chị là bao ngon và chất lượng, ngon và chất lượng là xe này có thừa luôn. 165 triệu đó, Tâm hỗ trợ, một là rút hồ sơ gốc,
hai là vận chuyển đó. Còn quý anh chị muốn ký mua bán ủy quyền thì Tâm ký cho, chính chủ mà, muốn ký kiểu gì cũng được hết ha. 165 triệu nha quý anh chị nha, máy 1.2 chứ không phải 1 chấm nha, máy 1 chấm thì nó lại khác, đây là máy 1.2, đời cũng khá là mới, là cao chứ không phải là đời thấp gì ha. 2012, bây giờ cũng là đăng kiểm, cũng còn lâu dài ha. Và tấp bi, tấp lô, rồi bàn thờ, bàn thiết gì rất là đẹp và tỉnh chuẩn lắm. Cái máy thì đỉnh luôn, Tâm sẽ mở cái máy lên cho quý anh chị coi ha. Cái máy mới tinh và đặc biệt là không đụng một con ốc nào hết, rin 100% cho con Chevrolet xì bắc 165 triệu thôi đó, giá quá trời hợp lý. Có con xe hơi vừa đẹp vừa sang nhưng mà chạy cũng khá là êm ha, đèn đuốc nè sáng trưng đó anh chị em mình thấy không. Để Tâm nổ máy lên cho anh chị em mình coi ha. Nổ máy Tâm bao cho anh chị em mình cái máy này luôn nha, máy là riêng nè, ốc nè chưa đụng, chưa tháo, chưa gỡ hết, thấy không, chạy 40,000 à, cái máy im ru luôn á, không có nghe một tiếng sọc xà sọc sạch gì hết nè, đó mình cũng thấy rồi ha, chưa đụng một con ốc nào hết nha quý chị nha, chưa rửa nước lạnh luôn. Máy là Tâm bao rin cho anh chị em bà con mình ha, bao rin 100% nha. Nếu mà phát hiện xe này mà tháo con ốc nữa Tâm chịu hết, chưa tháo chưa đụng con ốc nào hết, máy rất im và rin chạy im ru, chỉ nghe có cái tiếng dây cu ro thôi chứ không có nghe tiếng máy luôn, máy im lắm. Bố anh chị em mà nghe được cái tiếng máy luôn, cái máy nó nổ mà đứng kế bên hầu như là y như là nó chưa nổ luôn, không nghe tiếng máy nổ luôn. Máy im thật im nha anh chị, bao im cho anh chị luôn, bao im im ru luôn á đó. Đó chỉ nghe cái dây cu ro chạy thôi chứ không có nghe tiếng máy nổ luôn. Nó bù ga, nãy máy lạnh nó chưa đủ á, nó đủ máy lạnh xong rồi nó ngắt một cái là không nghe một tiếng động luôn. 165 triệu mà máy tới 1.2 chứ không phải máy 1 chấm nha anh chị nha. Đó máy 1.2 đời 2012, chính chủ công chứng mua bán ủy quyền, rút hồ sơ sang tên là dễ dàng hết, không có gì mà phải lo ngại hay là vấn vương gì đây hết. Tâm bao cho anh chị em mình luôn nha, riêng từ A tới Z và rất là đẹp. Đây coi cái gầm nè, đó cái gầm vậy luôn á. Rất đẹp ha. Và 165 triệu thôi cho con Chevrolet xì bắc, mở máy 1.2 đời 2012 đó. Tâm chốt cho anh chị em bà con mình luôn nha. Nếu mà anh chị em bà con mình có yêu thích con xe này thì hãy gọi điện cho Tâm đi theo số điện thoại trước giờ là 0917 215 512, và xem xe ở Bình Mỹ, Tân Nguyên, Bình Dương. Đó, Bình Mỹ, Tân Nguyên, Bình Dương, Odo nè, đúng 46.000 luôn nè. Đó thấy không, không hề tua trả đồng hồ, cái xe thật sự rất là mới. Anh chị em mà lên xe này chạy thử là biết là nó đúng sự thật luôn. Bởi vì cái chất xe nó và cái máy của nó còn khá là tốt ha. Thì anh chị em cứ xem đi, tham khảo đi, hả được thì alo cho Tâm nha. Tâm xin kết thúc ở đây ạ, xin chào tạm biệt bà con ạ.